Nhìn kia, ai đó có thể dẫm chân vào nó, chứ một. Nó là một cái cốc màu hồng thật đẹp, chứ hai. Bạn có đang nghĩ cái mình đang nghĩ không, chứ một? Tôi nghĩ là có đấy, chứ hai. Đã đến lúc sửa chữa. Chứ một và chứ hai đang gắn lại cái cốc hồng bằng một lọ keo siêu dính. Xin lỗi chứ hai. Giờ tớ đang bị dính keo vào tay, chứ một. Đừng chạm vào cái gì, chứ hai. Xin lỗi chứ một. Giờ thì bạn đã làm rồi đấy, chứ hai. Tách khỏi tay tớ ra, chứ hai. Tớ không làm được, chứ một. Nó rất dính, chứ một. Rất dính, chứ hai. Rất dính. Ôi trời ơi.